Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là máy ly tâm của hãng Hettich của Đức các bạn ha. Với mã model là Rotofit 32A, với code là 1206. Được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên các bạn ha. Và đặc biệt là được sử dụng trong tất cả phòng thí nghiệm, đặc biệt trong phòng hóa học lâm sàng, hóa học dược phẩm, công nghệ sinh học là một công cụ thể thiếu. Với tốc độ tối đa là 6.000 vòng trên một phút. RCF cực đại là 4.26, với điện áp là 208-240V 50-60Hz, khối lượng là 23kg các bạn ha. Được kết hợp với rotor 1617 quay 8 ống Falcon 50mm các bạn ha. Và vỏ và nắp là bằng kim loại, trên nắp máy có ngõ quan sát dễ dàng khóa nắp bằng một tay. Nắp máy được thiết kế chống rơi thả, có thể mở nắp trong trường hợp khẩn cấp. Buồng ly tâm được thiết kế chế tạo từ thép không rỉ, có tính năng nhận diện, rotor tự động, động cơ không sử dụng chổi than. Bài điều khiển hiển thị các giá trị thực của tất cả các tham số về hiển thị lỗi, tự dễ dàng vận hành với các phím điều khiển, tự ngắt khi máy phát hiện mất cân bằng, có âm báo an toàn ly tâm. Mà ai có nhu cầu mua sản phẩm làm liên hệ với hotline 0938 222991 hoặc 0936 620 757. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại với những video kế tiếp.